Bà già ngủ ngồi cô đơn trong con phố ở Sài Gòn. Dậy đi bà ơi, nhiều người đến thăm quá rồi kìa. Chuyện về bà già ngủ ngồi kỳ lạ ở giữa Sài Gòn giờ đây bỗng như một câu chuyện cổ tích, khi ngày càng có nhiều người hiểu và thấu cảm cho bà hơn sau khi họ đọc được những câu chuyện cảm động phía sau vẻ ngoài tưởng chừng rất đáng sợ ấy. Từ một bà cụ già không con cháu, sống một mình trong căn nhà ẩm mốc đối diện nhà thờ Tân Định, bà nay đã là bạn của những cô chú trung niên cùng yêu chó mèo mà ghé. Là người thân của vô số tấm lòng hảo tâm hàng ngày đến giúp đỡ, và là bà của biết bao thanh niên, biết bao đứa trẻ không ruột thịt, nhưng đều có lý do riêng để sở hữu một cái tình chung, đó là tình người. Bà tên là Kim Liên, năm nay đã hơn 75 tuổi, sống ở ngôi nhà cũ kỹ trên con phố Đinh Công Tráng, ngay quận Nhất Phồn Hoa. Cô đơn là tính từ để nói về bà, bốc mùi là tính từ để nói về căn nhà không có ai dọn dẹp của bà, và tình nghĩa là tính từ dành cho sự yêu thương và nương tựa lẫn nhau giữa bà cụ và lũ chó mèo được nuôi nấng bằng việc chia sẻ phần ăn ít ỏi hàng ngày với nhau. Len lỏi giữa con phố nhà giàu của Sài Gòn là một ngôi nhà lụp xụp mà hàng ngày ở đấy đều có một bà cụ tóc bạc trắng với dáng người siêu vẹo, một mình ngồi đấy và chẳng ai đoái hoài. Do chiếc cổ bị vẹo sau một đêm mưa gió của Sài Gòn té ngã mà chẳng ai giúp đỡ, giờ đây bà chẳng dám đi đâu mà suốt ngày chỉ ngồi ở chiếc ghế bố, thậm chí đến việc ngủ cũng là ngồi tại chỗ. Bà ở một mình đi lại khó khăn nên việc sinh hoạt và môi trường sống quanh nhà đều rất hỗn độn. Từng là du học sinh ưu tú ở Mỹ vào nhiều thập niên về trước và có thể nói tiếng Anh như gió kể cả khi tuổi đã xế chiều. Nhưng vì cuộc đời là một vòng tuần hoàn của sự hên xui may rủi nên bà Liên đã phải trải qua vô số những thăng trầm trong cuộc sống. Để rồi nay khi về già, bà lại sống cô độc trong căn nhà tối tăm mà ba mẹ để lại cùng đàn chó mèo nheo nhóc. Từng miếng cơm chai nước của bà đều là của người ta mang cho. Những tưởng cuộc sống ảm đạm này sẽ kéo dài đến cuối đời, nhưng may mắn thay, phép màu đời thực đã xuất hiện. Sau khi thông tin về bà được mọi người quan tâm và chia sẻ, hôm nay ngôi nhà hay bị dột vì mưa trên con phố Đinh Công Tráng đã sáng sủa nhiều lắm. Cùng nhau chung tay, những tấm lòng hảo tâm xa lạ đã vì một người thân chung là bà Liên mà đến dọn dẹp giấy rác, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà cho bà. Tuy vẫn còn bừa bộn nhưng đã đỡ hơn nhiều so với những lần đầu mà chúng tôi đến. Hàng xóm xung quanh cũng đã thôi lén than phiền với nhau vì nhà bà không còn bốc mùi quá nồng nặc như trước nữa. Sau khi đọc được thông tin và câu chuyện về bà, giờ đây đã có nhiều bạn trẻ ở xa tìm thăm bà. Việc ăn uống ngày ngày của bà cũng được vài tấm lòng hảo tâm chia sẻ cho hộp cháo hộp cơm cùng ít hoa quả ăn thêm để có sức khỏe. Bà và lũ chó mèo đã không còn phải chia nhau hộp cơm rau thịt. Giờ đây, cả gia đình bà đều được ăn uống đầy đủ mỗi ngày vì luôn có nhiều người ghé qua thăm, mang theo vài phần thức ăn ngon lành. Hỏi về việc bà cảm thấy thế nào khi mỗi ngày đều có người đến thăm như vậy, bà chỉ cảm thán một câu ngắn ngủi đơn giản mà xúc tích. Vui lắm chứ, thì người già mà có cần gì hơn là tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc. Nhưng quan trọng hơn cả, đó là bà già ngủ ngồi chẳng còn cô đơn một mình trước hiên nhà nữa. Người ta đến cho đồ ăn và ngồi lại nói chuyện với bà. Bà thích được nói chuyện và người ta thích nghe bà kể chuyện. Con xóm nhà giàu nhưng luôn tĩnh lặng, giờ đây bỗng có một góc râm ran quá. Vẻ ngoài của bà khiến nhiều người từng sợ hãi mà ngại ngùng tiếp xúc. Nhưng giờ đây bà vui lắm chứ, khi có bao nhiêu là người đến thăm hỏi, tám chuyện cùng bà đến râm ran cả một góc nhà. Buổi chiều khi trời sắp chuyển mưa, một cô trạc tuổi trung niên dừng trước hiên nhà bà mà hỏi, bà Liên có phải không? Chuyện là cô sống gần đây có đi ngang qua mấy lần và thấy bà, nhưng nhìn bà cô sợ lắm. Chắc cũng là duyên mà tối hôm qua con gái của cô bên Thụy Sĩ gửi về cho mẹ bài báo viết về bà. Thấy là biết bà thương chó mèo, cô cảm nhận được hơi ấm áp nơi bà mà hôm nay liền ghé thăm ngay tắp lự bởi. Cô cũng thương chó mèo lắm và đọc cô thấy thương bà quá, thế là hai người ngồi nói chuyện thật lâu. Một người lối xóm vốn đã từng nhiều lần nhìn thấy bà nhưng ngại ngùng tiếp xúc, rồi bỗng một hôm con gái của cô ở Thụy Sĩ gửi cho bà bài báo về hoàn cảnh của bà đã khiến cô thay đổi cách nhìn và liền đến thăm, biếu bà chút quà bánh ăn lấy thảo. Hai người ngồi ở đó nói chuyện với nhau thật lâu,
vì ở họ có cùng một tình yêu thương với đám chó mèo. Và cũng bởi chăng vì sự cuốn hút rất đổi kỳ lạ của bà già ngủ ngồi mà trước đây chẳng mấy ai được biết. Đây có lẽ là nụ cười vui vẻ và thân thiện nhất mà cô hàng xóm nhìn thấy từ khóe miệng của bà, nên đã vội chụp lại để làm kỷ niệm. Đoạn, từ đâu một chị gái người Nhật đi lại ngọng nghịu nói hello, rồi ngồi bệt xuống dưới đất mà say sưa vui vẻ trò chuyện với bà bằng giọng tiếng Anh chưa mấy vững vàng. Bà còn ghẹo chị cũng bằng tiếng Anh, xin gái thế, con có lại Mỹ không mà nhìn giống American ghê. Rồi bỗng con chó trong nhà sủa, chị sợ quá nhảy cẩn lên, bà quay sang mắng yêu con chó tội nghiệp. Nhìn từ xa, căn nhà buồn tẻ cô đơn với bà già ngủ ngồi ngày nào bỗng thật gần gũi thân thiện với tiếng cười tiếng nói. Cận giờ đi dậy, tôi đành tạm biệt bà và lại hẹn sẽ ghé chơi vào hôm khác. Trước khi kịp phóng xe đi, tránh trời mưa sắp đổ, bà nói với Theo. Ê, đừng có để tụi nhỏ biết bà nữa nha, mất công tụi nó cứ đem đồ ăn lại hoài, mấy đứa cũng đâu có tiền bạc gì đâu. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!